Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay giới thiệu cho mọi người hàng limited nha. Giới thiệu cho mọi người xem mà. Thôi đừng nghịch. Cứ ra đây chị ơi. Kiểu là không có nó cắn đấy. Con này nó hay nó ham đồ ấy. Kiểu như nào nhỉ? Nó thấy cái bóng này của em này. Để em thử bán thử cái dòng Bandog xem là thị trường này như nào, mọi người có thích chơi không? Cái dòng này không phải là nếu mà ai chưa chơi mấy thì không biết là cái tưởng nó là Pitbull, nhưng nó là cái dòng Bandog nhập Thái ấy. Tức là chơi chó cảnh, nó như kiểu là chó Malinois dòng Mexico đu đông ấy. Đấy, nó rất là hiền mọi người nhá. Rất là hiền. Chủ yếu là nuôi làm cảnh thôi. Trộm mà không biết vào nhìn bọn này. Bọn này lớn lên ấy, thì nó sẽ rơi tầm 60 cân. Trộm mà vào nhìn thì bọn này rất là sợ luôn. Nhưng mà thực ra chó này nó lại rất hiền, chủ yếu là chơi làm cảnh nha mọi người nhá. Chứ không phải là chơi để bảo vệ chủ như kiểu Malinois. Nhưng mà ai mà đang chơi Malinois mà muốn chơi cái dòng mà kiểu là làm cảnh như ở Mexico ấy thì chơi Bandog này là hợp lý à. Đấy, mọi người nhìn này rất là to và đáng yêu luôn nhá. Mọi người nhìn giống Pitbull không? Đấy. Nên là giống cái mác chó chiến ấy, khi mà vào nhìn nó rất là hầm hố, nhìn to rất là hầm hố nhá. Còn này nếu mà mọi người mà ủng hộ em dòng Bulldog như kiểu rốt hôm nọ như này. Bắt thử ba đàn về nhưng mà đúng là không có để mà bắt cho mọi người luôn, bởi vì bây giờ rốt gần như là cứ để ở đâu mà khách người ta đã đặt cọc cái đấy rồi, nên bọn em không có mà bắt luôn đấy. Nên là thử bán thử Bulldog cho anh em bán thử, còn em chủ yếu là chạy em vẫn tập trung vào cái Mali thôi, còn những cái dòng Bandog này với cả là rốt đấy cái thứ đó không loại em cho anh em bán thêm đấy. Còn nếu mà chơi cái dòng Bandog này là chơi làm cảnh rất là đẹp mọi người nhá. Đây em bắt ra cho mọi người xem này, nhìn nó thể hình của nó nhìn rất là thích mọi người nhá. Kiểu như cảnh ấy, và nhìn cảnh thôi chứ không phải là chó dữ đâu mọi người nhá. Nhìn rất là gấu. Nhìn rất là gấu luôn, ngực nở, cơ bắp cuồn cuộn luôn ấy. Nhìn rất là sợ nhưng mà thực ra nó là chơi để làm cảnh thôi. Như chó chiến nhỉ. Giống Pitbull nhưng mà nó là Bandog chứ không phải Pitbull. Này. Hiền. Dắt đi, dắt ra ngoài đường đi, cổ tí yên tâm là không. Trộn đến nhìn đã sợ rồi nhưng thực ra không biết trong nhà. Màu rất là đẹp mọi người ạ. Trong nhà thứ sủa chứ, thứ bảo vệ đồ được nhưng mà nó không thể lanh được như cả Mali. nhìn là múa cơ bắp. Nó cũng ham đồ, nó cũng ham bóng, nó cũng cắn rẻ như Mali luôn, như rốt luôn. Nhưng mà tính nó lại hiền hơn cả rốt. Nhìn mặt mọi người thích không ạ? À? Cơ bắp thì gọi là nhìn phát là thích luôn đây mọi người nhé. Đây dòng này sẽ to, rất là to mọi người nhé. Quay ngược lại đây như kiểu đây. Chơi Lobo ấy, chỉ là chơi theo kiểu là không gặm mới đẹp, chứ không phải là chơi theo kiểu là để bảo vệ, hoặc là không phải là kiểu là làm lạnh như đúng là đi thi. Đấy. Quay cao thế làm kiểu là như là talk show nhá, về vẻ đẹp mọi người như này. Nhìn Lobo đây. Đấy, dòng Mali nhìn nó đu đông, nhìn nó khủng. Đầu to nhất hiện tại ở Việt Nam này. Chắc là không có nào to bằng đầu to bằng Lobo. Nói thằng Thịnh toàn quay lưng lửng quá. Đây. Quay tại vì cao ấy, nó chiếm luôn cả màn hình ấy. Với hôm nay em đã quay đằng này, quay ngược sáng tí. Tối quá nhỉ? Ngược sáng, ngược nắng. Nếu muốn quay đẹp thì phải quay đằng trước kia cho. Đây, để em quay đổi cho mọi người xem nhé. Nếu mà ai mà thích chơi đẹp mà đang chơi phát xét cái thứ nhìn Lobo thì thôi, bỏ luôn ý định học chơi huấn luyện nữa, chỉ chơi đẹp thôi đúng không? Đúng rồi, đây mọi người nhìn này, chiếm luôn khung hình luôn. Nhìn rất là đầu thủ khung gọng nó đẹp này không? Đầu thủ mọi người, em quay như vậy mọi người nhìn không thể nhìn thấy độ to, nhưng mà khi ra em mang vào nhà em này, em đều giảm cân, ép cân hết nhá để nó làm được giống, nó phối cho dễ thôi, nhưng còn nếu mà nuôi thoải mái này bây giờ đẹp lắm rồi. Lobo là nuôi mà cho ăn thoải mái, lúc nào một ngày hết hai con gà sống mà trên 50 cân. Đấy. Bây giờ ở nhà em thì nó rơi tầm 44-45 cân thôi, không nuôi gầy hết sức có thể để cho nó nhảy, bởi vì là ngày xưa to có cẩu lên là cái thứ là toàn bị sập đổ, không thể nào mà đỡ được luôn. Người nhìn đầu thủ phải gọi là đẹp nhất Việt Nam luôn. Nhìn con chó nhập mọi người thấy á, cái dáng dấp của nó ấy. Nhiều con chó nội nhá, nó có thể là to nhưng mà nó to theo kiểu béo thôi, chứ không phải là to theo kiểu là khung xương nó đẹp. Anh nhìn những con nhập này nó rất là cân đối đúng không? Nhìn nó đẹp, kiểu nó cân đấy chứ không phải là nó theo kiểu là nó béo. Lobo, hư à? Ôi, nhảy ra luôn kìa. Nhảy cả xuống. Leo trèo. Leo trèo ác gớm.
Thế đi chị em vào đây quay con này phát để xem có mọi người có lần này thị trường mọi người có thích chơi cái dòng bán đó này không thì là em sẽ để cho anh em bán. Đấy, mọi người mọi người nhớ ủng hộ em mà mọi người nhá. Đừng có ấy vào. Ngồi lùi ra tí. Đau thằng này giống khuẩn dừa. Ôi ôi kìa. Lại chuẩn bị giờ đấy. Đây mọi người chiêm ngắm qua một lần nữa nhá. Nhìn rất là đẹp đấy. Đây mọi người nhớ ủng hộ em nhá. Thì liên hệ đến các số hotline của bên em. Khi một con này á. Đấy. Một bọn chó đực nó ở cạnh cái. Thì đừng có vuốt vuốt. Hai là cầm bóng. Một khi là nó không cắn nó. Này nhìn rất là yêu này. Vâng. Mọi người nhanh tay nhé, hàng này em chỉ có hàng limited thôi, hàng rất là thi thoảng có thôi. Con về bán để cho mọi người xem cái thị trường nó như thế nào thôi. Đổi gió chút đấy. Vâng. Đổi gió. Vâng. Thôi video cũng đã dài rồi, em xin kết thúc video ở đây mọi người nhé. Thì mọi người nhớ là like với đăng ký kênh giúp em để ủng hộ trại em phát triển hơn ạ. Vâng, em xin chào mọi người.